Engines roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Vâng, thật là tuyệt vời, bởi vì là tôi cũng là một công dân trong địa phương. Tất cả mọi người đều có cái cảm nghĩ như tôi thôi, rất phấn khởi vì là bệnh viện mắt cũng như là các bác sĩ về đây tạo điều kiện khám cho dân. Tôi rất là cảm ơn các bác sĩ bệnh viện và cũng mong rằng các bác sĩ có thể tạo nhiều điều kiện như thế này hơn nữa để cho không những địa phương chúng tôi mà các địa phương khác có thể tiếp cận được với y tế. Tất cả mọi công tác chuẩn bị thấy rằng rất là chu đáo. Mọi người phục vụ rất là nhiệt tình, vui vẻ. Tôi cũng hy vọng rằng sau này ấy, đoàn thì có thể là có những dịp khác nữa để về khám cho tất cả thể bà con nhân dân ở trong xã. Tôi rất là trân trọng, cảm ơn và biết ơn cái tấm lòng của các thầy thuốc y bác sĩ. Tôi thấy là đội ngũ cán bộ bác sĩ khám cho chúng tôi thứ nhất là nhiệt tình, thứ hai là bố trí khám nó tương đối là hợp lý, đặc biệt là bệnh nhân chúng tôi các đồng chí rất là vui vẻ. Lời đầu tiên là xin cảm ơn bệnh viện mắt bệnh viện, các cháu cũng rất là nhiệt tình từ lúc tiếp đón ở phía tầng 1 và có chỗ nào cũng có những hướng dẫn viên để các cháu tư vấn đưa các bác đến vì cái tuổi các bác cũng lớn rồi nên là đi đến đâu là được hướng dẫn đến đấy nên là mọi việc cảm thấy rất là thuận lợi. Rất cảm ơn các cháu, cảm ơn bệnh viện. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.